cậu còn kính mua đồ nữa mà cậu nó khôi chết tới nơi mua chi uống bây giờ mặn hoài quá tiền của chú bơ. Còn ông này ông lầm khinh mà sao không thấy tiền đâu hết. Hả bé còn ở đây chơi hả? Thôi không chơi nữa, đủ rồi. Đủ rồi hả? Nghiêm trèo không vui. Hồi nãy nó tấm lòng thôi mà. Đợi về con chơi á, dám biết không, con đá từ thế này, cái dằn qua lại con tá này, dằn qua vậy nè, nè, đó, con quân con chơi qua đó, chơi, hả? Đá hay quá ha. À, đúng rồi. Cầm lên cái này biết mềm liền, nói liền rồi. Quang Thanh nó liền cái trên cái bàn luôn sao mà tin. Đúng rồi. Tự gì con giờ trên đó con chơi với chứ đạn á, rồi các sư ra ngoài lừa ngoài lăng vậy nè, chơi với bé rồi, còn đá qua ông sư đá qua đây, đá qua đây cái con cái này cũng đá lại đần cái này mà, còn cái này để quấn lộn. Cái đó để đá người ta để dần à. Chứ không coi hai cái này nó đào hết ra đó, nó quấn mình chạm kịp sao vậy đó. Hàm bành ha. Dạ. Mười trái rồi. Còn cái từ chưa à? Hôm đó cậu Cáp còn hứa cho con đầu chơi nhưng mà chưa lụm nó. Nói gì ông nội? Nói gì kìa cậu Cáp ơi. Cậu nói bé làm đúng. Cậu nói đúng là hứa đi rồi cậu nhớ cậu đi chợ cậu lụm cho. Rồi có nói không cậu Tám? Thì hôm kết giờ rồi lụm con nói là quên quá trời đó. Lụm tiền mua cho mua gì ông nội? Chưa có đầu chơi, chỉ có nói là cậu nói là đưa đúng như là hứa bé đi mà đưa khó chu khặt vậy để cậu có đi ra đường chợ rồi cậu thấy cù lụm cho thôi chứ không biết cái món gì. Nhưng mà chùm lắm. Tiền ha, giấy xanh này viên nha, giấy hồng này viên, rồi giấy xanh nhỏ viên nha, giấy hồng viên nhỏ viên nha. Đúng không? Trời trời lộ má đợi đỡ duyên vậy nè. Cắt hai chỗ luôn. Rồi, vậy là ổng có mũi đen rồi. Lâu lâu cái về dở ra còn nguyên. Còn nguyên ha. Ý nó cậu giấu tiền. Có mà. Trời ơi. Nó đúng rồi kìa. Ông cất đây đành đặng. Ý nó cậu tham giấu tiền á. Về đặng sửa sang đó. Để dành tiền sửa sang nhà cửa ha. Vậy đó, đợi dành sửa mấy con già đó. Tức là cậu dành dẫm ha. Mơ phạt, cậu kỹ lưỡng như vậy nên bé mới thương cậu đó. Ôm cậu hai lần, còn anh có món quà. Một lần. Đừng mất cỏ nha. Dạ, không mất cỏ, ôm hoài cũng được. Đợi gì, cậu đã lớn cao tuổi rồi, dạ. Chứ chân cẳng nhỏ rồi, thức khỏe không có đó. Từ hôm giờ khỏe mạnh đẹp, mặt đẹp đó. Hết mặt nó vui. Là cậu Tám hên quá rồi. Vô quá trời, ngày nào cũng tiền thôi. Tiền để dành nuôi cô chứ nuôi ai? khi có chuyện chị mới đem ra. Chứ giờ chuyện chưa có ra đặng kênh thị hả? Người ta biết kính có mà. Chùm là phải vậy mới có chùm được, mới có được ăn. Cậu cần kính mua đồ nữa mà cậu nó khôi chết tới nơi mua chi uống tiền. Nè quéo giò cho cậu Cáp. Quéo giò nè. Đó, cậu thấy con quéo không? Ông nói khỏi lỡ nói nhiêu đây thôi, mốt có nhiều dấu luôn nha. Cái này bởi cậu Tám hết rồi. Ông khó tin lắm em, ông tin này. Tội nghiệp cậu lắm. Đúng rồi, trời ơi, cậu lắm. Ông nói già từng củi này không có con cái gì hết trơn. Có một mà cũng như không có luôn. Thôi tao để dành tiền tao hậu khăn. Vậy đó. Chứ cậu làm vậy là cốt thôi chứ có đâu. Nên con thương cậu là con yêu cậu Cám, yêu quý cậu Cám là chú đó lắm. Xài hả? Tính dữ lắm mấy em ơi, tiền xài. Chứ không phải dục qua bịch đâu. Cho khai hết của người ta rồi. Hả? Khai hết rồi. Cái đó con khai trong chỗ nọ rồi mà. Ôi. Chị đánh đi. Không. Con giấu cho cậu mà.
Không cần. Để con tám lần cho con được rồi. Gì bé nhắc đi cho thôi từ cái này suy nghĩ lại từ lụm con đi à, chứ giờ món gì cũng được đó tức là có nhiều rồi món gì cũng được á gì tá cái vụ bé nè không vụ được đâu vụ được bé được đâu bơ vậy chứ tiền có dân gia đâu cho bà lụm đâu đừng trông chờ cho ủa công tiền công tao làm đó cực khổ này tao để dành đó hưởng già mà khôi thấy chưa bé cài hết chưa bữa nay biết không rồi biết mà đâu có cái chuyện bao nhiêu đâu mà hỏi bữa nay là cái ai luôn bé có vàng không bé không nói gọi con với cậu bắt cay hứa hứa đi hứa là phải giữ giờ giữ lại làm người quân cử rồi rồi không khai nha không khai nha nè nè rồi rồi mua đồ chơi mua đồ chơi rồi cha lừa hứa là muốn mua đồ cha lừa nên đặt lại lúc nào cũng cười kỉnh nó hết á gớt gớt đồ chơi con bị tiền vàng nhiều quá dớt tiền vàng nhiều quá gớt ha coi chưa nè được đồ chơi nữa ta. Ở đây còn ai hứa với bé nữa không trong mấy anh em đây nè? Không có. Chị cậu tám thấy lu du á, nhiều khi lên dốc chạy tao nói con lấy giò con đạp xe chạy lên cậu đây. Ủa chở hai người mà sao lên gì vậy gì? Chứ ông đâu biết bé để ông đâu. Khương cô cá mày Khương nhưng mà cô cá ít nói lại đi mấy Khương. Nói quá trời. Mặn hoài quá tiền của chúng vô. Còn ông này ông lầm khinh mà sao không thấy tiền đâu hết. Đỡ méo cay rồi mà còn hỏi nữa. Méo tay rồi đâu đâu tay nữa đâu. Tay. Đồ kìa cậu có đồng bạc coi. Có đồng bạc coi. Tao có nhiêu tao cậu ha. Ông nói chết rồi, trận này chết rồi. Tối nay bà nhéo à nha, để tao. Hả? Tối nay chắc bị bầm mình bị nhéo. Có tao. Cậu để lo trong nhà. Thưa Khương cậu lắm nhiều khi cậu muốn mua cái gì cho cậu để có sức khỏe đó. Chỉ qua xếp lại cất dấu thôi khỏe mạnh vậy đó. Cái hết rồi. Để con cắt cho cậu mà. Con cắt cho cậu rồi quét ai mà. Vô lấy ra luôn cậu tám. Thôi. Cắt được để giờ làm công việc đi. Mẹ cậu tám đem đi cắt chỗ khác. Coi đâu. Bây giờ giùm ơi. Để dành đi mốt con cho thêm cậu nữa. Giờ cho thêm cậu hai cậu cháu biết thôi. Không có cho bà la làng này bà hai đâu. Có người khác cho bà rồi. Không cần cậu cho gì. Cậu ha. Tối ngày mai giá cho chạy hai cuốc xe đi mua được chơi rồi đó. Giá hai cuốc xe rồi. Mua cho bé được chơi. Mua Phật. Nếu mà lên căn lên 4 giờ sao? Lên 4. Mua được chơi. Mua 4 cái luôn. Rồi. Để dành thấu khăn lo cho trong đám nè rồi làm công việc nhà cửa đó cậu kính đố liều đau đầu lắm mà cô cám đâu biết để dành lo trong nhà mà bà cứ nhai nghiến quyết chắc chết quá. Chết tôi có ăn xài gì lâu thấy ăn mặc quần áo về này chị không Khương nữa. Có người cho vàng coi chứ. Tiền đưa có chút lý quần ta cho vàng bự coi chứ. Muốn gì nữa. Hả? Khơi giờ bé đi làm công việc nha. Yeah. Tạm biệt anh Khanh. Yeah. Giá từ anh Khảo. Yeah.
Rồi. Rồi Lê Thanh cũng quay một đoạn video gặp lại bé, nói chung là cũng vui, cũng kỷ niệm thôi. Đó, mỗi lần gặp bé thì có những câu chuyện hay vui cho khán giả xem. Lê Thanh sẽ khép video lại tại đây nha. Chúc cho khán giả cả nhà xem video có nhiều niềm vui và nhiều may mắn nha. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.